hiện tại bên công ty Rubber Lock Tết có chương trình khuyến mãi nhân dịp ngày 1/6 là đó, có chương trình trả góp trúng vàng, là mua bất kỳ cái sản phẩm nào bên công ty sẽ được trúng tạo và trúng vàng là 80 tỷ. Đó, nhân dịp rồi chương trình này là mình có đặt bên áo thun đẹp 100 một cái áo thun và mẫu mã kiểu dáng nói chung là rất là đẹp, hợp với cái mùa hè, nó thoáng mát và chất lượng áo và cái hình thức in rất là đẹp, và cái dịch vụ mà giao hàng thì nói chung là rất là tốt, ok, có thể đặt trước thời hạn, nhưng mà bên mình nhận được áo trước thời hạn một ngày rất là vui.